Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện các đơn vị các địa phương, thưa các đồng chí đại diện các cơ quan và các phóng viên báo chí đến dự đưa tin. Trước hết, thay mặt cho Bộ Công an, các đồng chí trong lực lượng công an của tỉnh, của địa phương, các đồng chí đại diện cho Viện Kiểm sát của tỉnh Bình Phước, các đồng chí lãnh đạo của cấp ủy, ủy ban nhân huyện, chúng tôi rất cảm ơn các cơ quan báo chí, các đồng chí phóng viên hôm trước đây đã kịp thời đưa tin về cái tình hình xảy ra vụ án vừa qua, và hôm nay các đồng chí cũng tiếp tục có mặt kịp thời để thông tin kịp thời cái công tác điều tra và kết quả của vụ án. Thưa các đồng chí, là với cái sự nỗ lực rất cao thì sau gần 4 ngày tập trung các lực lượng, các phương tiện, các biện pháp để tiến hành điều tra vụ án xảy ra sáng ngày 7, thì có thể nói đây là một cái vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi thông tin đưa ra thì nó gây cái sự quan tâm chú ý của mọi người chúng ta, và đặc biệt là ai trong chúng ta cũng đều là rất là căm phẫn, lên án và mong muốn lực lượng công an cùng với các lực lượng chức năng phải tập trung để điều tra, làm rõ sớm thủ phạm, người ra bắt giữ các thủ phạm. Và cho đến ngày hôm qua thì xin báo cáo với các cơ quan báo chí và đồng chí là chuyên án đã cơ bản kết thúc cái giai đoạn công tác trinh sát và chuyển sang cái hoạt động tố tụng, và lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ hai hung thủ gây án, thu giữ toàn bộ các tang chứng, vật chứng có liên quan đến vụ án giết người cướp tài sản, và các đối tượng bước đầu đã khai nhận rõ cái hành vi phạm tội của mình, được sự đồng ý và ủy quyền của đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, người đã trực tiếp chỉ đạo ngay từ đầu công tác điều tra của chuyên án. Thì hôm nay, thay mặt Bộ Công an và ban chuyên án, chúng tôi xin thông báo đến các cơ quan báo chí những nội dung có liên quan trong công tác điều tra bước đầu về vụ án, để mong các cơ quan báo chí tuyên truyền và đưa tin định hướng đảm bảo ổn định cái tình hình, đồng thời cũng là góp phần giúp cho lực lượng công an trong cái công tác điều tra cũng như là các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra hoàn thiện vụ án để truy tố các đối tượng trước pháp luật. Thì tôi xin kính mời đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, thành viên lãnh đạo trong ban chuyên án, xin thông báo đến các cơ quan báo chí, các phóng viên những nội dung về cái thông tin về vụ án. Xin mời. Kính thưa đồng chí Thượng tướng Lê Quý Dương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Hôm nay thì chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Thứ trưởng, chúng tôi tiến hành thông báo chính thức về công tác điều tra của cái vụ án xảy ra tại cái huyện Trân Thành của tỉnh Bình Phước. Chủ trì cái cuộc họp báo của đồng chí Thứ trưởng, thì chúng tôi cùng tham gia để mà trao đổi thông tin với các đồng chí đó. Thì có đồng chí Hồ Sĩ Tiến, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự. Mời đồng chí Tiến. Người bên phải tôi là đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Ngoài ra thì có đồng chí Nguyễn Vi Mạ, Cục trưởng Cục Hồ Sơ. Đồng chí Vũ Văn Hưng, Cục trưởng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra. Nó luôn vào tài liệu.
Nói luôn tài liệu. Dạ, dạ, có. Hả? Dạ. Thì tôi cũng xin báo cáo các đồng chí tóm tắt những vấn đề mà các đồng chí quan tâm. Thì cái vụ án xảy ra ngày khoảng 7 giờ ngày 7 tháng 7 năm 2015. Cơ quan điều tra của công an huyện Trân Thành của tỉnh Bình Phước nhận được cái tin báo của cái công an xã Minh Hưng. Tài liệu này này. Dạ có rồi, cái này nó thêm này ngắn gọn. Dạ. Cái này thôi. Thì báo cáo có xảy ra một vụ án thảm sát tại cái nhà của anh Lê Văn Mỹ, thì quốc sinh năm 1967. Tất cả những người trong gia đình có mặt trong cái đêm ngày 6 tháng 7 thì đã bị giết chết. Thế thì chúng tôi cũng nói rằng là cái vụ việc này sau khi phát hiện vụ việc, đồng chí bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo và đồng chí thứ trưởng quan tâm đặc biệt chỉ thị cái vụ án này là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Tổng cục cảnh sát cần phải tập trung nhanh và xuống ngay hiện trường và cùng với công an tỉnh Bình Phước triển khai công tác điều tra. Thì có thể nói rằng là cái vụ việc đã xảy ra đã gây ra một cái dư luận cực kỳ bức xúc. Và chỉ thị nhiệm vụ chúng tôi là tổng cục cảnh sát phối hợp công an Bình Phước trong tiến hành công tác điều tra vụ án này, nó đặt lên vai các đồng chí làm cái điều tra cũng hết sức là này nhất là cái bức xúc cái dư luận đòi hỏi với một vụ án đặc biệt nghiêm trọng như thế, làm sao để mà khẩn trương tiến hành điều tra nhanh cái vụ án để trả lời trước công luận. Thì qua cái quá trình tổ chức công tác điều tra và phối hợp giữa cái tổng cục và các cục nghiệp vụ đối với công an Bình Phước thì chúng tôi phải nói rằng có một sự phối hợp rất tốt trong cái nhận định đánh giá vụ án, trong công tác khám nghiệm hiện trường, trong cái phân công lực lượng để tiến hành cái hoạt động công tác điều tra. Đấy là phải nói rằng là đây là một cái sự phối hợp nói tôi cho là rất tốt. Gắn vào cái này thì chắc là sau người ta hỏi cái gì cái công tác nghiệp vụ của mình khác. Thì đến cái 15 giờ ngày 10 tháng 7 2015, ban chuyên án đã bắt giữ được hai đối tượng gây án. Một là Nguyễn Hải Dương, sinh ngày 1 tháng 2 năm 1991 tại An Giang, hộ khẩu thường trú tại Long Hạ, xã Kiến An, chợ mới An Giang, nhưng mà nơi ở thường tạm trú ở 290 trên 10 ấp 1, tổ 2 xã Nhị Bình, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng thứ hai là Vũ Văn Tiến, sinh năm 1991 ở Phú Riền, Bình Phước, nhưng mà nơi ở thì cũng gần chỗ Nguyễn Hải Dương, là cái ấp Nghị Bình, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung cái tình hình thì nói chung là báo chí cũng đã cập nhật thông tin rất nhiều và cũng đưa ra rất nhiều thông tin sau khi khám phá vụ án này. Tôi xin thông báo các đồng chí kết quả và quá trình kết quả tổ chức điều tra. Thứ nhất là qua công tác đấu tranh khai thác, hai đối tượng đã thừa nhận cái hành vi phạm tội như sau. Nguyễn Hải Dương và Lê Thị Ánh Linh có quan hệ tình cảm yêu nhau nhưng bị gia đình của Linh không đồng ý, nên Linh chủ động chia tay. Khoảng tháng 4 2015, Nguyễn Hải Dương nảy sinh ý định giết Linh và gia đình của nhà ông Mỹ để cướp tài sản và trả thù. Để chuẩn bị cho cái hành vi phạm tội, Dương lên kế hoạch mua một súng bắn bi giả giá là 6 triệu đồng và một cái khẩu súng điện giá 2 triệu đồng, một con dao Thái Lan dài 30 cm, một con dao bấm lưỡi dài 7 cm, mua một sim rác để liên lạc, mua găng tay, khẩu trang, bịt mặt, mượn xe máy của Trần Thị Trinh là dì của Dương, lấy 10 giây
đút nhựa, một cục băng keo dính để tiến hành bịt miệng nạn nhân. Trưa ngày 6 tháng 7, 2015, Dương hẹn Tiến uống cà phê và rủ Tiến tham gia cướp tài sản của một gia đình giàu có ở huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Tiến đồng ý tham gia. Để đột nhập vào nhà ông Mỹ, Dương biết trước nhà ông Mỹ đều có khóa trong, nên Dương đã lừa Mỹ là cháu của ông Mỹ thường xuyên ngủ nhà ông Mỹ là sẽ cho tiền và quà để Quỷ xuống mở cổng cho Dương và Tiến vào nhà ông Mỹ để bọn chúng thực hiện hành vi giết cướp tài sản. Theo đúng kế hoạch đã đặt ra, lúc 2 giờ ngày 7 tháng 7 2015, Dương và Tiến đi xe máy đến cổng nhà ông Mỹ và nhắn tin cho Vĩ ra mở cổng. Khi Vĩ ra mở cổng, Dương và Tiến đã khống chế Vĩ và giết ngay ở sân gần nhà và vào cổng. Sau khi giết xong Vĩ, bọn chúng đã đột nhập lên lầu bắt trói cháu Linh và cháu Như, dùng băng keo bịt miệng Linh và Như, trói vào cửa sổ rồi xuống tầng trệt bắt trói ông Mỹ và cháu Quốc Anh, con ông Mỹ, khống chế bà Nga, yêu cầu chỉ nơi cất giấu tiền và tài sản. Bà Nga đã tự mở két sắt nhưng không có tiền và tài sản. Bọn chúng đã lục soát trong phòng và cướp đi được 4 triệu đồng và một số đô la. Sau đó, bọn chúng trói bà Nga lại và dẫn cháu Quốc Anh sang phòng bên cạnh để tra khảo tiền tài sản. Cháu Quốc Anh trả lời không biết bọn chúng đã giết cháu Quốc Anh. Sau khi giết cháu Quốc Anh, bọn chúng quay lại phòng ông Mỹ, giết bà Nga và ông Mỹ, rồi tiếp tục lên lầu tra khảo cháu Linh, cháu Như về tiền và tài sản. Nhưng không có, bọn chúng giết chết cháu Như và cháu Linh. Đồng thời lấy đi 5 điện thoại, 1 iPad của các nạn nhân. Trước khi rời hiện trường để che giấu hành vi phạm tội của mình, bọn súng đã xuống tầng trệt lấy quần của ông Mỹ mặc vào để tẩu thoát. Khi về đến phòng trọ của Tiến, bọn chúng đã kiểm tra lại tài sản cướp được cùng những quần áo, phương tiện gây án như dao, súng, giày, dép cho vào ba lô và giao cho Tiến quản lý. Khi bắt giữ Dương và Tiến, cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ tang vật của vụ án. Với tài liệu chứng cứ đã thu thập được và lời khai nhận tội của các đối tượng, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ khẳng định hai đối tượng Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến đã gây ra vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng nêu trên. Cơ quan điều tra đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và huyện nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để kết luận vụ án và đưa ra truy tố trước pháp luật trong thời gian sớm nhất. Ngay sau khi khám phá thành công chuyên án, đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã có điện khen và thưởng nóng cho ban chuyên án cùng các lực lượng tham gia phá án, đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra sớm xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật để ổn định tình hình an ninh trật tự. Ủy ban dân tỉnh Bình Phước cũng đã có thư khen và thưởng nóng cho các lực lượng tham gia khám phá án. Trên đây là nội dung thông báo với các quý vị và các bạn. Có những vấn đề gì chưa rõ thì các bạn sẽ có sự trao đổi và sẽ có cục trưởng cục cảnh sát giám đốc công an tỉnh và các đồng chí có liên quan sẽ trả lời những câu hỏi các đồng chí. Vâng, xin mời đồng chí, các đồng chí cứ lần lượt.
Tuần tự nêu câu hỏi báo chí. Em nghe báo Nguyên xin hỏi hai câu hỏi ạ. Ừ, xin nhé. Nguyên xin hỏi tôi thứ nhất là ban chuyên án có đánh giá như, so sánh và đánh giá như thế nào đối với vụ án này và vụ án Lê Văn Luyện? Và việc thứ hai, ban chuyên án có đánh giá như thế nào khi các vụ việc, vụ án hình sự xảy ra gần đây đều ở trong độ tuổi rất là trẻ? Và xin ban chuyên án đánh giá luôn là về mức độ phạm pháp của dạ vâng, em bên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có một cái thông tin, đó là cái sự ra tay của hai hung thủ thì cái việc mà họ cắt cổ nạn nhân đều, cái vết cắt nó đều diễn ra rất là chuẩn và ngọt. Thì với hai cái đối tượng chúng ta bắt được, chúng ta biết được không phải là một cái đối tượng gọi là chuyên nghiệp hay là như thế nào. Vậy thì cái qua quá trình điều tra thì làm sao đó để kết luận được chính xác là hai cái đối tượng đó chính là người đã ra tay? Tôi phép tôi được ngồi có được không? Rồi. Thưa các đồng chí phóng viên báo chí, tôi thấy là các đồng chí các nội dung quan tâm thì cũng như là dư luận chúng ta đã đặt ra. Thứ nhất là báo Tuổi Trẻ thì có đồng phạm nào khác không? Thì tôi cũng đã nghe kỹ báo cáo của các đồng chí và trong quá trình chỉ đạo thì có thể nói đến giờ phút này khẳng định là chỉ có hai đối tượng này gây ra vụ án, có hai hung thủ duy nhất. Đó. Chứ còn chưa có xuất hiện một cái người thứ ba. Đấy, còn cái quá trình điều tra đến giờ phút này thì cũng phải thông cảm là chưa thể nói nó khác được, nhưng mà theo tài liệu điều tra, chứng cứ thu được thì rõ ràng là hai hung thủ này. Đó. Tại sao là hai hung thủ này? Thì cũng là để trả lời câu hỏi của các vị đã nêu. Đó. Thứ nhất là toàn bộ cái lời khai của các đối tượng này phù hợp với diễn biến hiện trường xảy ra vụ án, phù hợp với thời gian xảy ra vụ án. Đó. Thời gian các vị nhớ là diễn ra từ lúc hơn 2 giờ sáng. Đó. Có một cái khoảng thời gian từ hơn 2 giờ sáng đến khoảng 4-5 giờ sáng. Một thời gian rất dài để các cái đối tượng có thể gây án. Đó. Bình tĩnh gây án chứ không phải là vội vàng gì cả. Đấy, thì cái thứ nhất là thời gian. Vấn đề thứ hai là một cái mà trong công tác điều tra đặc biệt quan tâm, đó là cái hung khí gây án. Đó. Hung khí gây án là con dao gây án. Thì qua lời khai nhận tội, các đối tượng đã khai nhận và đã truy tìm và thu giữ, cơ quan điều tra đã thu giữ lại hai con dao gây án. Và trên cái hai con dao còn có dính vết máu. Đồng thời với hai con dao gây án thì còn kèm theo là các cái tang vật khác nữa. Thế như vậy là cái hung khí gây án về vụ giết người là rõ. Thứ hai là các tài sản cướp được thì cũng là thu được rõ hoàn toàn. Ví dụ như là máy điện thoại, iPad và có một cái laptop nữa, đúng không? Đấy, là hoàn toàn có. Và kèm theo cái số tiền là hơn 4 triệu, đúng không? À, vẫn còn thu giữ nguyên vẹn. Kể cả cái quần, cái quần của hung thủ mặc của ông Mỹ. Thế như vậy là lời khai các đối tượng và các cái chứng cứ, tang chứng phù hợp với hiện trường, phù hợp diễn biến vụ án và chứng minh về đủ chứng cứ để chứng minh cái hành vi phạm tội của các cái đối tượng. Thế còn bây giờ cái chuyện cũng chưa thể nói rõ là hung thủ ra tay chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, phải không? Bởi vì trong cái vụ án thì có nhiều cái kiểu cách nó hành động, nhưng mà rõ ràng chứng minh rằng là các đối tượng này là giết người, phải không? Giết người. Và chúng tôi cũng có thể suy nghĩ rằng một điều, chưa hẳn là các đối tượng chuyên nghiệp nó lại làm theo kiểu này, phải không? Theo kiểu này. Cho nên đây là những vấn đề thực tế mà còn phải phân tích trong cái quá trình điều tra. Và như vậy là các đồng chí phóng viên báo chí yên tâm một điều, khẳng định là đến nay có hai hung thủ đã bắt gọn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bây giờ thì có mối quan hệ thân thiết hay không? Thì rõ ràng là trong
tài liệu thông cáo báo chí cũng đã nói có phát sinh chuyện thằng Dương yêu đương với lại cái Linh, cô Linh, Miêu Linh. Và từ cái chuyện này thì đã đến ăn ở nhiều lần, có nghĩa là có sự thân quen với gia đình của người bị hại, thân quen thông thuộc thì đấy là có quan hệ thân thiết như thế nào. Nên toàn bộ những lời khai của hai đối tượng này là đã thể hiện rõ quá trình với ý đồ xuất phát từ âm mưu thủ tức về cái chuyện thất tình và dẫn đến cái chuyện bàn nhau đi giết và cướp, giết cô này, giết cả nhà và lấy tài sản. Cái số tài sản thì giao cho tên Tiến Cẩm đã thu giữ được toàn bộ. Đấy là tôi xin nêu các ông chí như vậy. Thế còn so sánh cái vụ án này với vụ án Lê Văn Luyện thì nó là cũng là hai cái động cơ mục đích khác nhau. Lê Văn Luyện thì đầu tiên là định trộm, nhưng khi bị phát hiện trộm người già dậy thì tư chuyển sang trộm giết người ta và cướp tài sản, thậm chí chém đứt tay cả một cái cháu bé đó, cháu bé. Thì đấy là xin nêu cái như vậy là cái đối tượng này là có những cái hành động hết sức dã man, cũng các vị cũng so sánh cũng là tương ứng thôi. Thế còn về vấn đề cái phạm pháp hình sự trong thời gian gần đây thì tôi cũng xin thông báo với các đồng chí phóng viên báo chí thì hiện nay cái tình hình phạm pháp hình sự của chúng ta là cố gắng để giữ cái mức kiềm chế, giữ mức kiềm chế tội phạm, bởi vì có nhiều nguyên nhân trong vấn đề phát sinh cái tội phạm. Và trong cái phạm pháp hình sự hiện nay thì đang xuất hiện một cái là khoảng 70% đến 70% mới 75% là phạm tội lần đầu chứ không phải là tái phạm. Và trong đó là cái độ tuổi thanh niên tuổi trẻ đó là chiếm đâu khoảng độ 30 hay 40%. Đấy, thì tôi xin nhớ như vậy. Thì còn lại cái chuyện hoạt động xã hội bây giờ thì chắc chắn là các đồng chí phóng viên báo chí tìm hiểu cũng biết rồi đó. Về lối sống, về đạo đức, về công ăn việc làm, về nhiều vấn đề khác nó tác động. Cho nên đây là vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm trong cái công tác, nói chung chúng tôi gọi là công tác phòng ngừa xã hội. Đấy, thì xin nêu như vậy. Thế và cho đến bây giờ thì báo cáo với các nhà báo có hỏi một cái câu để xem có so sánh có cái chuyện thần kinh hay không thần kinh, đó, có kích thích hay không thể kích thích. Thì lực lượng điều tra cũng đã làm rõ hai đối tượng này chưa có tiền án và tiền sự và cũng không nằm trong đối tượng nghiện hút, nghĩa là các đối tượng không có kích thích gì cả, chỉ có trước khi đi gây án thì có uống rượu, đó, mà uống một chút rượu. Đấy, tôi nhớ các đồng chí có báo cáo như đấy. Nhớ tóm lại là loại trừ cái chuyện đối tượng bị cái ảnh hưởng vấn đề thần kinh trong cái chuyện ra tay tàn bạo. Thì xin trả lời tóm tắt như vậy và nếu chưa rõ thì các đồng chí trong ban chuyên án sẽ nêu thêm. Vâng. Gia đình à? Gia đình có gì hả?
Rồi xin mời các Linh Thanh Tiến có thể nói về cái quá trình bắt giữ. Đó. Được không? Hay tôi nói luôn. Tân dân hả? Nhân dân à? Hay gì? Thôi. Cái bá bé bé con ấy phải không? Rồi. 18 tháng tuổi. 18 tháng tuổi. À, bây giờ tôi xin nêu tiếp ý kiến của các phóng viên. À, có thể nói là cái điều tra cái vụ án này á, thì có rất nhiều cái kết quả tốt. Đặc biệt là cái thứ nhất là cái công tác chỉ đạo của Bộ Công an, đồng chí Bộ trưởng, các đồng chí lãnh đạo của tỉnh ủy, ủy ban, rồi các đồng chí phối hợp của các đồng chí ngành kiểm sát trong cái quá trình tập trung cái phương tiện lực lượng để chúng ta thực hiện. Cái điều thứ hai nữa là tôi xin nói là mặc dù cái hiện trường vụ án đã có nhiều người vào để gây xáo trộn, nhưng mà cái công tác khám nghiệm hiện trường để phục vụ trong công tác điều tra vụ án đã được thực hiện một cách hết sức công phu, tỉ mỉ. Và chính vì vậy là lực lượng kỹ thuật đã thu được rất nhiều các dấu vết dày, dấu vết máu, và đặc biệt là có cả dấu vết để có thể xác định gen, đó. Mẫu để xác định gen, đấy là cái công tác khám nghiệm. Tóm lại là từ xuất xứ của công tác khám nghiệm hiện trường, đồng thời với đi đến vấn đề thu thập tình hình, thì lực lượng công an đã, các lực lượng ban chuyên án đã đề ra một cái hướng điều tra rất là sát hợp. Tức là nhận định động cơ mục đích của các đối tượng gây án này nằm ở yếu tố nào. Vấn đề thứ nhất là có dấu hiệu của cái vụ án giết người, cướp của. Thứ hai là có dấu hiệu về cái chuyện có mâu thuẫn thù tức trong vấn đề quan hệ hay không. Và thứ ba là cũng đặt ra một khả năng có dấu hiệu quan hệ ái tình ở trong này hay không. Và từ cái hướng điều tra đó thì có phải nói là cũng được sự giúp đỡ rất quan trọng, cung cấp thông tin kịp thời của nhân dân chúng ta, của đồng bào trong khu vực chúng ta. Và kể cả các đồng chí phóng viên báo chí cũng đã góp phần đưa rất nhiều các cái thông tin. Và chính từ đó thì cơ quan điều tra phải sàng lọc các thông tin và đi đến xác định được cái đối tượng hiểm nghi. Và từ cái đối tượng này thì với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an, thì lực lượng công an các quý không biết là được áp dụng nhiều biện pháp, kể cả công tác trinh sát và công tác xác minh, thì có đủ chứng cứ để dẫn đến cái đối tượng chuyên án là các cái trường hợp này, là hai đối tượng thằng Dương và thằng Tiến. Đó, thằng Dương và Tiến. Và từ đó thì bắt đầu xuất xứ từ chuyện tập trung vào cái đối tượng trọng điểm, và tên Tiến là được bắt giữ đầu tiên, à, tên Dương là được ghi lời khai để làm rõ và thực hiện tiến hành bắt giữ đồng thời tên Tiến với tên Dương, thu các cái tài liệu chứng cứ. Đấy thì xin báo cáo với các vị như vậy. Vừa rồi đồng chí phóng viên báo công an thì có hỏi nhân thân hỏi nhân thân thì lúc ấy tôi cũng chưa thế. Còn về nhân thân thì sơ bộ đến nay anh em còn đang đi tập trung để xác minh, nhưng mà tôi xin nói là Nguyễn Hải Dương thì sinh năm 1991, An Giang, sinh ở tại cái hộ khẩu thường trú tại ấp Long Hạ, xã Kiến An, Chợ Mới, An Giang, và nơi cư trú tại chỗ xã Nhị Bình, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp là thợ mộc.
nghề nghiệp là thợ mộc. Và trong gia đình thì là cơ bản, bản thân thì chưa có tiền án tiền sự. Hàng ngày thì cũng được đánh giá là những người ngoan ngoãn, chứ không có biểu hiện gì về vấn đề này vấn đề khác. Thứ hai, Vũ Văn Tiến thì sinh 1991 mà thường trú tại Phú Diềng, Bình Phước, nhưng mà hiện nay cũng ở tại Nhị Bình, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, làm cái nghề cũng làm nghề thợ mộc. Và chính vì vậy mà từ cái mối quan hệ của Dương gia đình và mối quan hệ giữa Dương và Tiến trong cái cùng làm lao động với nhau thì bắt đầu nảy sinh ra cái chuyện ý định gây án như thế này. Còn anh Tiến nói thêm với trường hợp với cháu, đồng chí thành viên ban chuyên án trực tiếp khai thác với cháu Linh nhé. Còn cái phóng viên thì chỗ này liên quan đến câu hỏi thì phải nói như thế này, là khi gia đình này, khi mà trước khi các cái đối tượng Dương và Tiến đột nhập vào nhà để thực hiện hành vi gây án, thì gia đình có 7 người đang ngủ trong nhà. Thì ngay ở thì phòng ngủ của gia chủ là của vợ chồng ông Mỹ, là cháu Quốc Anh, thì có thêm cháu bé 18 tháng tuổi, cháu bé gái một con út của ông Mỹ. Lúc bây giờ thì cháu đang ngủ rất là say. Và khi mà đối tượng Dây gây án xong, đối tượng Dương gây án xong thì có xuống từng một để lấy quần áo và phi tang ấy để mà mặc để mà chạy thoát ấy, thì phát hiện là cháu bé là khóc. Và tôi nghĩ rằng đây cũng là cái lòng trắc ẩn của đối tượng khi mà nó gây ra thảm họa rất là lớn. Cho nên đối tượng là Dương đã dỗ cháu bé, bế cháu bé, và ta gọi là dỗ cháu không khóc nữa và để cháu ngủ. Và sau thì đối tượng vì thương cháu, nghĩa là cái lòng trắc ẩn cũng có ở đây, và đối tượng không giết cháu bé và chạy trốn. Thì báo cáo đây thì khi mà lần đầu nhưng mà những điện thoại của đối tượng Dương thì tôi cũng hỏi việc này, và đối tượng Dương cũng rất là ăn năn hối hận để hành động tàn sát của mình. Trước khi thực tế là đối tượng Dương cũng không đỡ lòng mà giết cháu bé, vì cháu bé cũng còn quá bé, còn 18 tháng tuổi chính là liên quan đến câu hỏi của này của gia đình thì tôi cơ quan điều tra cũng đã có cái thông báo báo chí gửi phóng viên. Đây thì tôi cũng phải chính thức nói như thế này. Cái thứ nhất là cháu Vĩ là cháu của gia đình ông Quốc, ông Mỹ, và thường xuyên ngủ tại nhà ông Mỹ. Cháu và cháu Như thường xuyên ngủ đấy. Vì cháu Vĩ thì cũng là phải nói là con người ngoài đời, là cháu rất là thích chơi game đấy, thích chơi game. Và đối tượng Dương có quan hệ thân thiết với gia đình này, và trong đấy thân thiết với cháu Vĩ, và biết cháu Vĩ cũng là người thích chơi game, cho nên là đã
Lúc này tôi nói là trong vì gia đình của ông Mỹ nếu như là người ngoài bình thường thì không thể vào được. Vì gia đình là quá chốt trong cái này thôi. Cho nên muốn lời kỹ quá. Muốn vào được nhà ông Mỹ, ông Mỹ nói cần có nhiều người mở dòng vô người ta vào. Thì vào hết luôn. Thế cho nên khi mà cháu đối tượng Dương đã quen rất là thân với gia đình này và đặc biệt là cháu Vĩnh. Đấy, là người yêu của Linh, chơi thân về Tố Như. Cho nên là biết là Vĩ là cũng thích chơi game và cần tiền cho nên đã lừa để dụ. Vĩ là sẽ cho tiền và cho gà để nuôi làm cảnh. Và hẹn là sẽ đưa đến vào tối hôm ấy là lúc là 1-2 giờ sáng thì sẽ đến. Đấy, sẽ đến, sẽ đưa. Đấy, cho nên là đến đấy thì như vậy là cháu Vĩ đồng ý. Và nếu khi mà đến thì sẽ mở. Nói cháu Vĩ là sẽ xuống một cọc. Vì trước đấy thì 8 giờ rưỡi tối là Mỹ và Dương đã trao đổi với nhau. Về hẹn nhau là tối nay sẽ để đến cho tiền. Đấy, cho nên chính cái việc ấy là khi đối tượng Dương đến và đã hẹn cháu Vĩ ra để mở cọc. Và khi mà cháu Vĩ ra mở cọc thì đối tượng Dương đã khống chế, đối tượng Tiến đã khống chế và giết trong Vĩ. Giết cho Vĩ đầu tiên. Gần cọc, ra bảo. Giết đầu tiên. Và phải nói là cái vụ án này thì cháu Vĩ là người bị giết đầu tiên. Khi mà các cái đối tượng đột nhập vào nhà của ông Mỹ. Vì khi mà lúc này thì cháu Vĩ là mở cổng ở trong nhà, mở cái căn phòng ở trong nhà ra rồi. Thì đối tượng là có điều kiện để mà quay vào nhà ông Mỹ được để thực hiện hành vi gây án. Và tôi cũng khẳng định lại là cháu Vĩ không có liên quan gì trong cái vụ án này. Và đặc biệt là tôi cũng có đọc một số cái bài báo cũng nói là cháu Như cũng có liên quan. Đấy, phải nói một điều, ta phải nói một điều đối với chuyện án này thì cũng nói luôn là gia đình nạn nhân, kể cả cháu Vĩ, cháu Như và cháu Linh không liên quan đến cái hành vi cướp giết của đối tượng Vĩ và Tiến. Đấy, nên tôi cũng phải khẳng định là như thế để các cái phóng viên báo chí chúng ta, tôi cũng đọc. Hôm qua tôi có đọc một số cái bài báo thì cũng nói đến những vấn đề nghi ngờ gia đình có thì thông đồng, thì một số thông đồng đối tượng. Dạ, xin được hỏi một câu về cái chi tiết của quá trình vụ án thôi ạ. Là mình đã xác định được là Dương và Tiến cùng ra tay đối với các nạn nhân, hay là Dương chỉ một mình Dương chủ động ra tay còn Tiến là hỗ trợ, hay là Dương ra tay với một số người, Tiến ra tay với một số người, thì cái đó mình đã có xác định được. Tại trong thông cáo báo chí mình cũng đang ghi làm cả hai. Cùng ra tay. Liên quan đến cái vụ án này và căn cứ về hiện trường để lại thì tôi cũng phải nói như thế này. Lúc này cũng có một số phóng viên cũng nói là liên quan đến thì chúng ta đưa báo nói rất nhiều là cắt cổ. Ở đây khi mà chúng ta thu được hung khí, thu được hai con dao ở tại hiện trường khi mà các đối tượng đưa đi, và căn cứ về dấu vết ở tại hiện trường thì chúng ta xác định là năm người bị chết là do đối tượng Dương dùng dao nhặt sắc nhọn để đâm, và không những vết ở cổ là do cũng là vết đâm, không phải là vết cắt, là cùng một loại hung khí. Còn riêng bà Mỹ thì đối tượng Tiến đã dùng cái dao Thái Lan để đâm. Đấy, cho nên là tôi nói lại là hai đối tượng này nếu một vai trò thì đối tượng Dương chủ yếu là đối tượng dùng hung khí để đâm các nạn nhân, và đối tượng Tiến là dùng dây để siết cổ các nạn nhân. Đấy, nên là hiện nay thì cơ quan điều tra đã chứng minh được như thế. Thôi chưa? Các đồng chí phóng viên còn ý kiến gì khác không? Đồng chí viện trưởng kiểm sát có nêu ý kiến gì không? Ban chuyên án có gì không? Em cũng yếu tháo ngăn. Nói là vụ việc xảy ra thì cũng theo dư luận đó, và cũng là một tin báo chí đưa, thì là ngoài cái việc mà khẳng định là cái nạn nhân đầu tiên là khi ta mở cửa cho hai hung thủ á, thì sau khám nghiệm hiện trường thì có một số những cái thu thập được là có thể chứng cứ có thể đeo vào. Theo thông tin của báo chí thì không biết là có phải là cơ quan điều tra không? Nói câu cũng được vụ đấy.
Thưa toàn thể các đồng chí và thưa đồng chí phóng viên báo chí, thì có thể nói là cái vụ án này thì được các đồng chí báo chí rất là quan tâm. Đúng ra đối với một vụ án hình sự, thì ngay từ sau khi phát hiện xảy ra vụ án, thì hiện trường vụ án là phải được khoanh lại, phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Đó. Các đồng chí công an địa phương vì nhận được tin, sau đó mới đến. Thì chúng tôi được biết là có rất nhiều công nhân, rất nhiều người chúng ta đã vào cái xem hiện trường. Đó. Và tôi cũng được đọc trên các cái thông tin trên trang mạng, thì cũng có cả bức ảnh. Đó. Có cả bức ảnh về cái hiện trường, về vụ án các thứ khác. À, cái này thì đúng ra là không được đâu, à, không được. Thế cho nên là tôi cũng xin đề nghị là hôm nay họp báo, thì đây là tài liệu của cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an và cũng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Phước là cơ quan giám sát, kiểm sát về các hoạt động điều tra thống nhất. Thì cho đến nay thì tôi xin khẳng định lại vấn đề thế này: tất cả những vấn đề về vụ án, diễn biến một sự việc thì bao giờ chúng ta cũng phải tìm đến một sự thật khách quan. Sự thật khách quan có nghĩa là có tính logic của nó, có thực tế xảy ra của nó. Và trong cái vụ này thì đã xác định rõ đối tượng là hung thủ gây án, các đối tượng đã nhận tội, lời khai của các đối tượng phù hợp với diễn biến tình tiết tại hiện trường vụ án và các dấu vết để lại tại hiện trường. Và kèm theo đó là các tang vật của vụ án chứng minh cho hành vi dã man của các đối tượng về giết người và hành vi cướp tài sản là đã thu được rất đầy đủ, rõ ràng. Và cho đến giờ phút này thì công tác hoạt động trinh sát của ban chuyên án đã tạm thời khép lại ở giai đoạn trinh sát và chuyển sang cái hoạt động của giai đoạn tố tụng, điều tra tố tụng theo luật định. Công an chúng tôi đã giao cho các đồng chí công an tỉnh Bình Phước với chức năng là cơ quan cảnh sát điều tra của tỉnh trực tiếp thụ lý điều tra vụ án này với sự phối hợp giám sát của Viện Kiểm sát để củng cố, hoàn chỉnh, thu thập đầy đủ các chứng cứ. Tôi nói ví dụ như là vụ án chúng ta mới phá được vào chiều hôm qua, phải không? 4 giờ chiều hôm qua cho đến nay mà thì như vậy là có một thời gian rất ngắn để chúng ta còn có một thời gian, nhất là đối với các đồng chí điều tra, là trong cái công tác thu thập tài liệu, phân tích, xử lý thông tin, rồi có nhiều các cái chứng cứ khác để hỗ trợ cho cái này, và cần phải có sự phối hợp với Viện Kiểm sát trong quá trình điều tra. Như vậy là có đủ căn cứ để khởi tố hai đối tượng này với tội danh là giết người, cướp tài sản theo đúng cái nội dung vụ án đã khởi tố, đồng thời tiến hành tạm giam, thực hiện các thủ tục ngăn chặn theo quy định, phối hợp với Viện Kiểm sát để hoàn chỉnh hồ sơ. Và chúng tôi cũng đã trao đổi để cho các gia đình, cho thông báo đến các gia đình bị can thực hiện cái quyền bào chữa theo luật định, và cũng đề nghị với đoàn luật sư của tỉnh Bình Phước có cái hoạt động trợ giúp luật sư, vì đây là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng với mức án cao nhất, cho nên luật quy định là có sự bảo trợ, có sự hỗ trợ về cái công tác bảo vệ cho các cái bị can, bị cáo theo quy định của pháp luật. Thì xin báo cáo với các vị như vậy. Và chúng tôi cũng phấn đấu một cái thời gian cùng với cái kết quả của điều tra thì sẽ nỗ lực để sớm hoàn chỉnh cái hồ sơ vụ án, đưa ra đề nghị Viện Kiểm sát truy tố để đưa ra xét xử các đối tượng trước pháp luật để đảm bảo thực hiện nghiêm minh của pháp luật chúng ta. Thì không có ý kiến gì khác thì chúng tôi một lần nữa trân trọng cảm ơn các quý vị, xin mời.
phương. Thưa Thủ tướng, là trước khoảng ngày 5 ngày thì ở Nghệ An xảy ra một thảm sát là 4 người trong một gia đình bị chết. Và cho tới tới nay thì vẫn chưa có thông tin về cái hung thủ của vụ án. Và xin Thủ tướng cho biết là cái vụ án này vụ án ở Nghệ An đã điều tra đến đâu, và người dân trong cả nước như báo chí cũng đang rất hy vọng là vụ án đó phá án nhanh giống như vụ án. Tôi cảm ơn đồng chí phóng viên cũng đã quan tâm đến cái vụ án này, và với cái trách nhiệm của lực lượng công an thì chúng tôi cũng thông báo sơ bộ thế này, là Bộ Công an cũng đã tăng cường lực lượng, các đồng chí ở Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ cùng với đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra và các lực lượng của Công an tỉnh Nghệ An để thực hiện cái điều tra cái vụ án này. Có thể nói cái vụ án này cũng là một vấn đề cần phải được sự quan tâm về cái thời điểm xảy ra, về cái địa điểm xảy ra vụ án là ở miền núi, trong cái vùng dân ca, vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa, và lại có giáp, gần giáp với khu vực biên giới của chúng ta với đất nước Lào. Vụ án được phát hiện sau khi các nạn nhân đã chết khoảng hơn một tuần qua công tác giám định như vậy. Cho nên là các dấu vết tài liệu cũng cần phải được tiếp tục để thu thập, phân tích, và xin thông báo là Bộ cũng đã chỉ đạo cái việc này để chúng ta tập trung để làm rõ, cũng như cái sự quan tâm của các vị thì tôi xin thông báo sơ bộ như vậy. Có lẽ xin tôi xin khẳng định với nhà báo là đến giờ phút này không thể có cái chuyện nói đến oan sai cái này. Nếu với cái tài liệu điều tra, trong công tác điều tra, lời khai của bị can, lời khai của nhân chứng chỉ là một nguồn chứng cứ. Bên cạnh lời khai nhân chứng còn có các vật chứng, còn có dấu vết hiện trường, còn có tài liệu giám định kỹ thuật, còn tất cả nhiều cái yếu tố chứng cứ gọi là chứng cứ vật chất. Và trong cái vụ án này thì tôi xin khẳng định là các chứng cứ về vật chất là rất rõ ràng và chúng ta đã thu được đầy đủ, chứ không như một số vụ án khác mà trong công tác truy xét về các cái vụ án giết người thông thường là rất khó về cái chứng cứ vật chất. Nhưng đối với vụ án này, đến giờ cơ bản chúng tôi tổ chức họp báo là vì đã thu được đầy đủ các cái chứng cứ, các tài liệu, kể cả cái máy laptop cũng mới thu được gần đây xong luôn. Thế như vậy là không có gì phải vướng mắc về các cái tăng chứng vật chứng. Xin hết. Xin cảm ơn các nhà báo nhé. Về chúng ta cũng còn nhiều dịp có thể trở lại vấn đề này khi vụ án được đưa ra xử lý.